Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cấm Twitter vì xâm phạm sự riêng tư của người sử dụng và không chịu gỡ những thông tin mà theo tòa án là bất hợp pháp. Quyết lực nhất trong việc cấm Twitter ở Thổ Nhĩ Kỳ là Thủ tướng Tayyip Erdogan, người đang phải giải quyết các rắc rối về lời cáo buộc tham nhũng bị lan truyền trên chính trang xã hội này. Nhưng lệnh cấm dường như đang phản tác dụng vì như một số người sử dụng Twitter tại Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tăng cao hơn lúc trước. Twitter đã bị cấm tại Thổ Nhĩ Kỳ vì bị phàn nàn rằng xâm phạm sự riêng tư của người sử dụng. Cơ quan giám sát cho biết, Twitter đã làm lơ yêu cầu gỡ bỏ một số thông tin mà tòa án yêu cầu. Người quyết liệt nhất đối với Twitter chính là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan. Thủ tướng Tayyip Erdogan tỏ ra rất kiên quyết khi ra lệnh cấm Twitter, bất chấp sự phản đối của nhiều người không cùng quan điểm. Động thái này xuất hiện sau khi một thông tin cáo buộc ông Erdogan tham nhũng lan truyền trên Twitter chúng ta đã nói sẽ đóng cửa Twitter. Một vài đơn vị truyền thông đã chỉ trích rằng như vậy là chống lại quyền tự do. bất kỳ ai phản đối tôi đều không lắng nghe. trong khi đó tổng thống thổ nhĩ kỳ Lagun đã chỉ trích quyết định cấm Twitter này là không thể nào chấp nhận được. còn phe đối lập thì liên tục lên án và yêu cầu gỡ lệnh cấm. lệnh cấm phải được gỡ bỏ dù họ có thích hay không. hình ảnh của thổ nhĩ kỳ đang bị bồi nhọ. các nước dân chủ trên thế giới sẽ chỉ trích thổ nhĩ kỳ về lệnh cấm này. mới đây bộ trưởng công nghiệp Fikri Isaac cho biết đã đàm phán với Twitter và lệnh cấm sẽ được gỡ bỏ nếu như tập đoàn này làm lại việc với phía đại diện của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ và đồng ý gỡ bỏ một số nội dung theo yêu cầu của tòa án. Tập đoàn Twitter khẳng định sẽ luôn đứng về phía khách hàng của mình, những người sử dụng Twitter như một phương tiện giao tiếp và hy vọng sẽ sớm được trở lại, nhưng đại diện của hãng lại từ chối không cho biết ai sẽ đứng ra giải quyết với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, cộng đồng mạng Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra các cách để lách luật, tức là vẫn vào được Twitter bất chấp lệnh cấm. Như vậy về cơ bản mà nói, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cấm Twitter vì ông ấy không thích những điều mà mọi người bàn tán về mình trên trang mạng xã hội này. Và đó là cách ông ta điều hành đất nước. Mà ông ấy làm thật, ông ấy chặn đứng nó luôn. Nhưng cư dân mạng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chân hơn và tìm ra cách để vào được Twitter. Chính phủ chặn cửa chính thì họ đi bằng cửa sau, bằng cửa sổ và vẫn sử dụng Twitter một cách bình thường. Để vào được Twitter, người dân Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tên miền của một trang khác để vào khi tên miền chính đã bị cấm. Thậm chí, khi bị cấm, số lượng người vào Twitter tại đây còn tăng lên rõ rệt, gần 140%. Người dùng Twitter ở Thổ Nhĩ Kỳ gọi đây là một cuộc đảo chính kỹ thuật số. Bằng cách đổi sang một DNS khác là vào được Twitter ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù nó đã bị cấm, hoặc là họ đăng bài lên Twitter thông qua các dịch vụ nhắn tin. Nói chung là cấm vào cách này thì họ lại vào bằng cách khác. Thực tế là có thể thấy việc hạn chế Twitter của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí không mang lại hiệu quả như mong muốn mà còn phản tác dụng, khi người dân càng tò mò muốn vào trang mạng xã hội bị cấm này. Tuy nhiên, việc này lại một lần nữa khẳng định một điều, dù các trang mạng xã hội như Twitter đang rất phát triển vượt bậc và có nhiều đất để trình diễn, nhưng không phải lúc nào cũng được chính phủ các nước đón nhận. Đây thật sự là một mối nguy lớn, chắc chắn thị trường lớn nhất đối với những trang mạng xã hội là các nước phát triển. Tuy nhiên đây lại là những nơi đang bị bão hòa, ví dụ như Mỹ chẳng hạn, do đó họ cần phải tìm những thị trường ngoài Mỹ. Vấn đề là khi ra khỏi nước Mỹ, tìm đến những nước khác. Những trang mạng xã hội như Twitter lại vấp phải các rắc rối với chính phủ. Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ mới nhất. Trước đó là Iran, Triều Tiên, hai nước kiểm soát các trang mạng xã hội hết sức chặt chẽ, và đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia cấm triệt để những trang mạng xã hội nước ngoài.